Thái Lan. Thưa quý vị, bây giờ là 5 giờ 12 phút chiều ngày thứ Năm tại California. Và thưa quý vị, trên đường dây điện thoại của chúng tôi là nhạc sĩ Nam Lộc tại Bangkok, Thái Lan, tình nguyện viên Minh Tâm từ Houston tại Bangkok, Thái Lan. Và thưa quý vị, có thể có anh Trình Hội trên đường dây. Trước hết cho chúng tôi được phép chào Nam Lộc trước, thưa anh. Dạ vâng, xin chào anh Nguyễn Xuân Nam và gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả của đài Cali Today. Bây giờ bên đó là mấy giờ thưa anh? Bây giờ bên đó là mấy giờ thưa anh? Dạ, bên đây là 7:15 anh. 7:15. Thưa anh Nam Lộc và thưa quý Minh Tâm, thì có lẽ tất cả mọi người khắp nơi đó, sau khi nghe cùng băng chúng tôi phỏng vấn Nam Lộc về một cái công việc rất là nhân ái, nhân đạo, thưa quý vị, với anh Trịnh Hội, Nam Lộc, Minh Tâm và các tình nguyện viên để đưa cái đoàn người tị nạn cuối cùng của Việt Nam từ Đông Nam Á, đặc biệt từ Thái Lan sang Canada, chuyện đã diễn ra như thế nào rồi, thưa anh Nam Lộc và thưa cô Minh Tâm? Dạ vâng, thưa anh Nguyễn Xuân Nam và thưa quý vị khán giả, bây giờ là 7:15 sáng, trời Bangkok sương mù và mưa tầm tã. Số người tị nạn của chúng ta tổng cộng là 28 người, nhưng mà rất tiếc là cho đến buổi sáng hôm nay thì chỉ có 19 người đi trong chuyến này. 9 người còn lại, một người vì đang chưa hoàn tất thủ tục giấy tờ, còn 8 người thì vẫn còn đang chờ kết quả sức khỏe cho nên chưa được lên đường trong chuyến này, chỉ có 19 người. Và hiện nay thưa anh Nam thì chỉ có một số những người lớn tuổi và trẻ em thì được ở bên ngoài, không phải vào tù. Còn số còn lại và khoảng 14-15 người thì hiện nay còn đang ngồi ở trong cái xe bít bùng. Rất tiếc là chúng tôi không có hình ảnh để gửi đến quý vị trong lúc này, nhưng mà tôi sẽ chia sẻ với anh và quý vị thính giả sau này khi mà về đến nơi. Hiện nay chúng tôi đang chờ để bên Immigration của chính phủ Thái Lan mở cửa cái xe bít bùng cho 14 người tị nạn ở trên xe đi xuống để họp cùng với gia đình. Và sau đó thì cá nhân tôi sẽ giúp họ để check in và đi qua thủ tục immigration, và đồng thời chúng tôi sẽ tháp tùng họ, hướng dẫn họ để lên đường qua định cư tại Canada. Thì thưa anh Nam và thưa quý vị, tất cả mọi chuyện ngày suốt 3 ngày hôm nay diễn ra một cách rất là xuôi chảy, tốt đẹp. Cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn Trời Phật đã giúp đỡ cho những người có lòng, đã bỏ công ra để vận động và tranh đấu cho đồng bào tị nạn chúng ta được đến bến bờ tự do sau 27-30 năm, từ 27 cho đến 30 năm. Đa số những người này đến Thái Lan từ năm 1989 và tất cả đều là thuyền nhân. Tôi xin lặp lại, đây là nhóm thuyền nhân cuối cùng. Hy vọng chúng ta sẽ giúp nhau để đóng lại trang sử đau buồn của những thuyền nhân tị nạn Việt Nam. Tuy nhiên như vừa trình bày với anh Nam là công việc của luật sư Trình Hội cũng như chúng tôi và những người vận động không thành công nếu không có những người có lòng như cô Minh Tâm, một người bạn của cô từ Houston. Họ đã đến nơi, họ đã đích thân ngồi trên những cái xe tù để đưa những người tị nạn vào trại giam. Họ cũng đứng ra để đóng tiền phạt, mỗi người là $200, thì anh cứ tưởng tượng là 28 người cũng là khoảng 5,000+ đô la. Họ đã bỏ tất cả những cái chi phí này để giúp đỡ, cũng như cũng những người bạn của chúng tôi âm thầm trước khi tôi lên đường, họ đã xin phép để được trả tiền vé máy bay cho cả 28 người này. Mỗi người vé máy bay một chiều từ Bangkok đến Toronto là $1,200, nhưng họ cũng âm thầm và ký một cái chi phiếu là 33,600 để chúng tôi thanh toán. Và chúng tôi không thể thực hiện công việc này nếu không có những thiên thần trong bóng tối, những người đã giúp đỡ chúng tôi như đã chia sẻ cùng với anh Nam và quý vị qua cuốn video vừa qua, thưa anh. Thưa quý vị, chúng tôi rất lấy làm xúc động sau khi từ San Jose tham dự đêm văn nghệ với chúng tôi. Cô Minh Tâm đã trở về Houston và ngay liền lập tức đã phát quần áo, thưa quý vị, đã lặng lẽ âm thầm cùng những người bạn bay sang Thái Lan ở trước một vài tuần để chăm sóc, lo lắng thủ tục và làm việc cho người tị nạn và chịu tất cả mọi chi phí để khám bệnh và vào tù. Thưa quý vị, Minh Tâm đã trải qua những ngày tháng như thế nào vừa rồi? Thưa mời cô có thể tường trình cho quý vị cùng nghe. Thật sự thì cảm ơn anh Nam đã hỏi. Thực sự thì những cái ngày tháng vừa qua Minh Tâm không có là cái gì so với tất cả những cái sự chịu đựng cũng như là những cái nếm trải suốt 27 năm mà đồng bào của mình phải chịu đựng ở xứ Thái, sống chui rút, sống cái không có
giấy tờ mà phải sợ bị lúc nào cũng phòng lo sợ bị bắt bớ, rồi lại phải chạy lo kế sinh nhai mỗi ngày, rồi phải đối diện với rất là nhiều thứ, cũng giống như là con cái họ sinh ra không được đi học, không có được giấy tờ, những người bệnh không có được, không thể đưa đến bệnh viện để mà khám bệnh hay là chữa bệnh, hay là không có được bất cứ một cái quyền nào mình gọi chung là một quyền làm con người, quyền được làm con người, thì họ không có được tất cả những cái quyền đó. Thì em rất là xúc động cũng như là cảm phục cái sự chịu đựng của tổng thương của mình. Nên cái giây phút mà em ngồi trong cái xe tù bích cùng để mà đi ra tòa chung với mọi người thì em mới cảm nhận hết được. Em ngồi có một chút xíu mà em chịu không nổi, vừa nóng vừa ngọt mà lại em muốn xỉu luôn. Thì em mới nói em không hiểu lý do làm sao, tại sao họ có thể chịu đựng nổi suốt 27 năm trong một cái cuộc sống mà chui rút mà khổ sở như vậy. Thì mình mới cảm thấy là mình thật sự rất là may mắn. Thì bổn phận của những người may mắn giống như em, giống như là tất cả những người Việt đi bằng máy bay, đi gặp may mắn ở xứ người, thì nên chia sẻ lại một chút gì đó, một cái tấm lòng của mình, ít cũng được, nhiều cũng được, nên chia sẻ lại với lại những người kém may mắn hơn mình, thưa anh. Thưa quý vị, trong lúc ngồi trong chiếc xe tù thì Minh Tâm có cái cảm giác rất là chia sẻ với những người đồng hương của mình, đồng bào của mình đã trải qua những ngày tháng rất là đau khổ và bây giờ đang đứng trước cái ngưỡng cửa hy vọng cuối cùng. Sáng nay, suốt mấy ngày nay trên đường dây điện thoại, Minh Tâm đã tâm sự chúng tôi là em hồi hộp lắm anh Nam, em sợ lắm, em hồi hộp lắm, không biết cuối cùng như thế nào, chờ cuối cùng để anh chúng ta cùng cầu nguyện. Thưa quý vị, Minh Tâm đã chia sẻ quý vị cùng một số cảm giác của cô ở cái trại tị nạn đó, và theo Minh Tâm á, thì những cái người cuối cùng mà đang bị có thể cột kẹt lại sẽ như thế nào trong tương lai? Thật sự ra thì mình chưa biết trước được và mình cũng chưa thể nói trước được bất cứ điều gì hết, thưa anh. Lý do là tại vì tất cả những người Việt của mình ở đây là họ đang ở trên đất Thái, và đất Thái là đất không có chấp nhận dân tị nạn. Thành ra họ không có bất cứ một cái giấy tờ, nên mình cũng không có biết trước được là sẽ có chuyện gì xảy ra hay là không. Nên mình chỉ việc cầu nguyện khi mà họ được lên máy bay, họ được đến bến bờ tự do thì lúc đó mới là chắc chắn. Tất cả luật sư Trịnh Hội, cả chú Nam Lộc và bản thân em, cả tất cả mọi người đều cầu nguyện cho họ để mà có thể là mọi chuyện nó suôn sẻ, cũng như là cho nhóm này, nhóm sau, cũng như là tất cả những người Việt mình còn sống tha hương ở xứ Thái này, nếu mà có cơ hội để được đi định cư hay là có cơ hội để được đến một cái nước thứ ba, để được một cái nước để mà có thể mà có được cái sự tự do, thì đó là một cái sự cầu nguyện của tất cả mọi người. Tại vì ở đây không có một cái gì mình có thể nói trước được, từ giấy tờ cho tới chắc chắn bất cứ, không có một cái sự việc gì để có thể chắc chắn mình ok hết ngày đó tháng đó năm đó là có thể được đi hay là cái gì hết. Thưa anh Nam, là tôi muốn được tiếp lời để cô Minh Tâm để chia sẻ với anh và quý vị thính giả. Anh có biết là tình hình chính trị ở Thái Lan rất là tế nhị. Hiện nay quân nhân người ta lên nắm quyền và cũng một số các quốc gia trên thế giới chưa có chính thức chấp nhận cái chính phủ này. Cho nên có những cái quan hệ ngoại giao mà nó rất là nhạy cảm. Làm thế nào để có thể liên lạc được với họ? Cộng thêm vào đó, các viên chức điều hành những cái bộ, những cái cơ quan quan trọng như là sở di trú chẳng hạn, họ có thể bị thay đổi trong bất giờ phút nào. Và cái phản ứng của họ cũng rất là bất ngờ. Lúc họ vui, lúc họ buồn. Như hiện giờ chẳng hạn, tôi đang đứng chờ đợi. Anh có thể tưởng tượng là hiện giờ cái người tài xế chở cái xe bít bùng của đồng bào đi đâu mất tiêu, mà vẫn khóa họ ngồi trên cái xe. Một lát ở đây tôi sẽ gửi những tấm hình về cho anh để nhìn thấy rằng là hiện giờ đến giờ này tôi không biết là khi nào thì đồng bào được ra khỏi cái xe bít bùng này, và cái ông tài xế đó đi đâu, và có kịp giờ để tôi đưa họ lên máy bay hay không. Tất cả những chuyện đó đều phải trông chờ vào sự cầu nguyện. Tuy nhiên có một cái điều rất là khích lệ và đáng quý mà cần phải nhắc ở đây là tất cả hiện nay cái số người tị nạn chính thức là mà ở trong cái đoàn người thuyền nhân cuối cùng, thưa anh Nam, là tổng cộng là 113 người. 85 người trong 3 đợt đầu đã đến Canada, đợt này là 28 người cuối cùng. Và tôi xin được nhấn mạnh và ghi ân ở đây là tất cả những người này, sở dĩ mà Voice và luật sư Trình Hội có cơ hội để giúp đỡ và tranh đấu cho họ, đó là nhờ lòng từ bi của Đức Cha Peter Nam Wong. Ông là một người linh mục Thái và ông làm việc với người tị nạn của chúng ta từ năm 1975 cho đến bây giờ. Cuộc đời của Ngài, Ngài nói rằng nó gắn liền với người tị nạn Việt Nam, và Ngài rất là mong có cơ hội
để mà hoàn tất cái trang sử đau buồn này. Nhưng mà ngài rất là có lòng, thì cũng nhân đây tôi xin được thay mặt toàn thể cộng đồng người Việt ở hải ngoại, chắc không ai xa lạ gì với cha Phuân Nam Vong, xin cảm ơn ngài và xin bề trên luôn luôn ban sức khỏe cho ngài để tiếp tục phục vụ đời, phục vụ người, thưa anh. Hiện nay có cha Peter Nam Quân ở đó, thưa Nam Lộc. Dạ vâng, để tôi nhờ Minh Tâm đi tìm cha. Cha cũng có mặt ở đây, để tôi sẽ cố gắng. Mình sẽ mời cha có mặt trong cái đêm văn nghệ 30/4/2017 để tạ ơn cha. Anh Nam Lộc chuyển lời mời. Dạ. Hiện nay tôi sẽ chuyển lời mời, nhưng mà hiện nay thật là gấp. Anh có thể nói thật là nhanh một câu với lại anh Bi. Anh Bi là một trong những cái người hướng dẫn nhóm tị nạn mà này anh đang đi tìm cái ông tài xế Thái. Bi ơi, đây là đài phát thanh ở California, gửi lời chào đến em cũng như là đồng bào tị nạn của chúng ta. Em nói thật là nhanh, anh biết là em đang bận rộn. Em nói vài câu nhé. Xin chào quý vị đồng bào ở hải ngoại. Tụi em là đang đưa một số người ra sân bay, đang chuẩn bị để tìm cái anh tài xế mà để đưa mọi người xuống xe đó mà. Bi có cảm giác hồi hộp và lo sợ ở giờ phút này không? Dạ, nói chung thì hồi hộp thì tụi em không hồi hộp lắm, nhưng mà tụi em đang lo lắng về số người đang ngồi ở trên xe quá lâu. Dạ, tại vì tụi em ra từ chỗ IDC lúc khoảng độ 5:30. IDC là trại giam di trú, thưa anh Nam. Dạ. Mời Bi nói tiếp em. Dạ, thì bây giờ tụi em đang cố gắng đi tìm anh tài xế. Nói chung là tụi em không có phải là hồi hộp, nhưng mà hơi lo mệt chút xíu. Dạ. Chạy không à? Dạ. Vâng, nhưng mà tôi cũng xin được phép thay mặt cho Cali Today, khán giả cũng như đồng bào hải ngoại. Trước hết, chúng tôi là những người đầu tiên chào mừng Bi và toàn thể phái đoàn của chúng ta đã sắp sửa trên ngưỡng cửa để đến bến bờ tự do. Sau 27 năm, Bi đến Thái Lan từ năm nào? Tới Thái Lan từ năm 1989. Thì cái ngày ra đi thì từ ngày 23 tháng 9 năm 1989, và hiện tại bây giờ là ngày 23 tháng 9 năm 2016. Vâng, như vậy thì Bi và gia đình và cũng như đồng bào tị nạn sống như thế nào ở bên Thái Lan trong suốt 27 năm qua? Trong 27 năm qua thì tụi em sống thì nói chung cuộc sống cũng hơi là khó khăn. Tại vì nói chung là mình phải lo trốn cảnh về vấn đề an ninh của chính phủ Thái Lan. Dạ. Thì suốt 27 năm thì tụi em nói chung thì cũng có nhiều rất là trở ngại, nhưng mà ráng cố gắng để vượt qua. Vâng. Cái tự do đang đến với Bi sau 27 năm chờ đợi, Bi có cảm giác như thế nào? Dạ, thì nói chung thì một cái sự ước mơ thì tụi em rất ước mơ từ năm 1989, nhưng mà cái sự... nó thành sự thật. Dạ, cái thành sự thật thì em tới 27 năm sau em mới được cái giấc mơ đó thành sự thật. Dạ, em thì rất cảm ơn các quý vị đồng bào hải ngoại và... Voi cũng như là các chính phủ Canada đã mở dang rộng cánh tay để đón tụi em. Em biết trình hội lâu chưa Bi? Dạ em thì em biết trình hội khoảng độ được 2 năm. Và dạ, sau khi những cái chương trình mà tị nạn mà ra đi thì em mới được hay tin. Dạ. Dạ. Nhưng mà xin lỗi Bi, như vậy là cha Bi và các bạn làm việc với cha Phuân Nam Vong phải không? Dạ, nói chung thì tụi em từ khi đi ra khỏi trại thì có một số người cũng ẩn náu ở nơi của cha ở. Dạ, và sau đó là cha đã giúp đỡ tụi em đi tìm công ăn việc làm ở một số nơi khác ở ngoài những khu vực gần trại tị nạn. Vâng, và thưa anh Nam, như tôi vừa trình bày lúc nãy, 2 năm trước đây thì chính cha là người đưa cái danh sách này cho Voice cũng như là luật sư trình hội, và nhờ đó luật sư trình hội mới biết được các anh chị em cũng như là Bi. Dạ. Trong cái giây phút mà trước khi mà xuống khỏi chiếc xe bít bùng và được lên máy bay bay sang Canada, chúng tôi muốn nghe ý kiến của anh Nam Lộc phản ánh được cái tâm trạng của những người tị nạn Việt Nam cuối cùng này, thưa anh. Dạ vâng, một lần nữa rất là cảm ơn Bi, và tâm trạng của chúng tôi hiện nay có thể nói rằng đối với cá nhân tôi, tôi cho đây là một cái ân sủng của Thượng Đế cho tôi được tạo cơ hội cho tôi được gặp gỡ và tiếp xúc cũng như là giúp đỡ đồng bào trong những cái giây phút thật là khó khăn, thật là tế nhị, nhưng thật là hạnh phúc này. Nhớ lại cách đây vào khoảng 10 năm, không nếu cũng nói là 40 năm trước đây, chính tôi cũng đón những đồng bào tị nạn năm 1975 đến trại tị nạn Camp Pendleton. Sau đó tôi đón những người đồng bào vượt biển đầu tiên đến Hoa Kỳ, rồi tiếp đến là những đồng bào và những chiến sĩ qua chương trình HO. Tôi cũng là người được đón
đón những người đầu tiên đặt chân đến ngay từ chương trình HO1, rồi thì những chương trình tị nạn sau đó, chương trình Con Lai, cũng đích thân tôi cũng đã được may mắn sang bên các trại tị nạn để hướng dẫn và giúp đỡ các em định đến định cư. Đặc biệt là 10 năm trước đây, trong cái chuyến đi của những người tị nạn còn lại ở Biên Lộc Tân, tôi cũng là người được đến đón họ ngay tại và giúp họ làm thủ tục ở phi trường Los Angeles. Và bây giờ là những thuyền nhân cuối cùng. Thưa anh Nam, tôi cho đó là cái phần thưởng của Thượng Đế dành cho cá nhân tôi. Tôi không cảm thấy mệt mỏi, tôi không cảm thấy bất cứ một cái điều gì khó khăn, chỉ có một điều là xúc cảm, xúc động và hạnh phúc lẫn lộn chung trong những cái nỗi tủi buồn, như tủi buồn đứng trước cái xe tù hiện nay vẫn chưa mở cửa, tủi buồn đứng trước cái đống hành lý của đồng bào chúng ta. Sau 27 năm mỗi người chỉ được mang 2 cái túi sách để lên máy bay, đó là gia tài của họ suốt 27 năm qua. Nhưng đó là cuộc đời của những người lưu vong mà anh em chúng ta đã phải trải qua và kinh nghiệm từ 40 năm qua, thưa anh Nam. Rất cảm ơn Nam Lộc và thưa quý vị, Minh Tâm và Nam Lộc, có thể chúng tôi sẽ có một chương trình khác mà quý vị sẽ bất ngờ trong thời gian tới khi chúng tôi có mặt cùng tại Houston cùng với Nam Lộc và Minh Tâm về những chương trình khác. Và thưa quý vị, Minh Tâm, có lẽ quý vị để biết Nam Lộc, nhưng Minh Tâm có thể nói thêm chút xíu là Minh Tâm đã từng lặn lội về Việt Nam để giúp đỡ xây nhà cho các thương binh Việt Nam. Và cô ta đang có một chương trình vận động khá lớn để giúp các người thương binh còn kẹt lại tại quê nhà. Và cô ta đã từng khóc và nói rằng nếu không bây giờ thì sẽ không bao giờ, bởi vì những người thương binh chúng ta sẽ bệnh đau và già chết hết, thưa quý vị. Cho nên vừa lo chương trình thương binh và vừa bỏ tất cả gia đình và công việc để bay sang Thái Lan lo người tị nạn. Nhưng bạn trẻ Houston, chúng tôi, thưa quý vị, chúng tôi xin mạn phép được gọi cô và các người bạn là những thiên thần trong bóng tối. Minh Tâm, có lẽ đây là những giây phút cuối cùng em chia tay những người tị nạn cuối cùng và rời Thái Lan để tiếp tục công việc cho những anh em thương binh khác, thì cái cảm giác của em trong chuyến đi này cuối cùng như thế nào, cái niềm vui, nỗi buồn như thế nào, thưa Minh Tâm? Cảm ơn anh Nam đã hỏi. Thật sự ra thì em cảm thấy rất là vui cho họ, và em cũng tin chắc rằng tất cả những người ngồi trên chiếc xe này, cả người lớn và những cháu nhỏ, sẽ rất là thành công trên cái xứ tự do. Bởi vì hơn ai hết họ hiểu giá trị của cuộc sống, hơn ai hết họ hiểu được cái nỗi cực khổ của mọi người khi mà đã phải trải qua từ hồi trước tới giờ, từ sống chui rút, từ đủ thứ chuyện hết cho tới bây giờ. Và bây giờ là cái thời gian mà xe tù mở ra để cho mọi người đi ra. Chú đang đứng ở đây quay, cái cảm xúc rất là wow, đã bước ra khỏi xe nhà tù rồi, phải không? Và ra phi trường, phải không? Chú đang quay phim. Dạ đúng rồi, bây giờ đang mở cửa xe cho mọi người đi xuống rồi. Wow, như vậy tài xế đến mở cửa xe tù và những tù nhân, những tị nạn cuối cùng của quý vị chúng ta rời khỏi xe và đang chuẩn bị vào phi trường, phải không? Ở giây phút rất là xúc động, phải không thưa quý vị? Và như chúng tôi thưa quý vị là Minh Tâm, Nam Lộc và chúng tôi sẽ tổ chức cái đêm văn nghệ 34 tại hai thành phố Houston và California, San Jose. Và chúng tôi chuyển lời mời đến cha Peter Nam Quân, người linh mục khả ái và tấm lòng dành hết cho người tị nạn, để chúng ta có những giây phút thực sự chính thức cảm ơn Ngài. Và Minh Tâm có thể nói tiếp em. Tình hình đang diễn ra như thế nào? Nam có lẽ là dạ vâng, bây giờ thưa anh Nam, đồng bào chúng ta đang chuẩn bị để lấy hành lý để vào bên trong. Là lúc mà tôi sẽ phải làm nhiệm vụ để hướng dẫn. Cho phép chúng tôi xin được chấm dứt chương trình nói chuyện ở đây sáng hôm nay. Và chúng tôi sẽ được chia sẻ tất cả những hình ảnh cũng như là tài liệu và tin tức đến với anh và quý vị khán giả trong một lần nói chuyện kỳ tới. Cảm ơn anh Nam rất nhiều và cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả. Câu hỏi cuối cùng Minh Tâm, Trình Hội đang ở đâu và như thế nào? Dạ, anh Trình Hội đang ở trong lo giấy tờ rồi anh. Trình Hội và cha cũng ở trong đó. Thành ra chuyển lời mời của chúng tôi tới Trình Hội và cha Peter Nam Quân. Và chúng tôi mời quý vị cùng chia sẻ với Nam Lộc, Nguyễn Xuân Nam, Minh Tâm, Trình Hội và cha Peter Nam Quân và 28 người tị nạn ca khúc Có Tin Vui Giữa Giờ Tuyệt Vọng qua tiếng hát của Cát Ly, như là một lời chào mừng những người tị nạn cuối cùng trên mảnh đất Đông Nam Á đến vùng đất tự do, một ca khúc khai hoàng cuối cùng sau 27 năm chịu đựng tù đầy, lén lút, không giấy tờ, sống bất hợp pháp trên xứ người. Thưa quý vị, đây là một tin vui
cực kỳ vui cho cộng đồng của chúng ta. Và cảm ơn tất cả những bàn tay đóng góp, tất cả những thiên thần đối với tất cả những người, mọi người đã góp cho sự thành công của ngày hôm nay. Và lần nữa cảm ơn và chia tay Nam Lộc truyền hồi Chapi.